Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 6, sách cánh diều, bài 9, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Câu 1, điều kiện tự nhiên nào có tác động lớn đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã? A. Có nhiều vịnh, hải cảng. B. Có nhiều đồng bằng rộng lớn. C. Hệ động thực vật. D. Khí hậu nóng. Như vậy, điều kiện tự nhiên có tác động lớn nhất đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã đó là có nhiều vịnh hải cảng. Như vậy thì các em sẽ chọn A. Câu 1 các em sẽ chọn đáp án A. Rồi, tiếp theo câu 2. Các nhà nước thành bang ở Hy Lạp thực chất là nhà nước. A. Quân chủ chuyên chế. B. Chiếm hữu nô lệ. C. Quân chủ lập hiến. Và D. là đế chế. Như vậy, các nhà nước thành bang ở Hy Lạp thực chất là nhà nước chiếm hữu nô lệ. Như vậy, câu 2 các em sẽ chọn là câu B. Các nhà nước thành bang ở Hy Lạp thực chất là nhà nước chiếm hữu nô lệ. Rồi, tiếp theo câu số 3. Ai là người nắm quyền hành trong tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã? A. Thiên tử. B. Viện Nguyên Lão. C. Augustusơ. D. Đại hội Nhân dân. Như vậy, người nắm quyền hành trong tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã đó là Viện Nguyên Lão. Như vậy, câu 3 các em chọn là C. Rồi, tiếp theo câu 4. Công trình kiến trúc nổi tiếng của La Mã cổ đại là A. Kim tự tháp Giza. B. Vườn treo Babylon. C. Đấu trường Colisée. D. Đền Parthenon. Như vậy, công trình kiến trúc nổi tiếng của La Mã cổ đại đó là đấu trường Colisée. Như vậy, câu 4 các em chọn là C. Tiếp theo câu 5, hãy cho biết tên của các hình ảnh dưới đây và chỉ ra đâu là thành tựu văn hóa của Hy Lạp, đâu là thành tựu văn hóa của La Mã. Đây các em hãy nhìn ở đây hình 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 và 9.6. Các em thấy ở đây hình 9.1, đây là bảng chữ cái của người Hy Lạp. Rồi 9.2 ở đây là đồng hồ có số La Mã. Rồi 9.4. 9.4 ở đây. Ở đây 9.3. 9.4, 9.5, 9.6. Thì ở đây các em thấy đây là hình 9.3. Đây là văn khắc bằng tiếng Latin ở đấu trường Colisée. Rồi hình 9.4 ở đây là tượng cẩm thạch Horios Hedoros tại bảo tàng Athens, Hy Lạp. Rồi ở hình 9.5 đây là tượng lực sĩ ném địa ở Hy Lạp. Rồi hình 9.6 là nhà toán học Pythagoras, Hy Lạp. Rồi như vậy các em sẽ trả lời là hình 9.1 bảng chữ cái của người Hy Lạp, 9.2 một mặt chiếc đồng hồ sử dụng số La Mã, 9.3 mặt văn khắc bằng tiếng Latin ở đấu trường Colisée, hình 9.4 là tượng cẩm thạch Hedoros tại bảo tàng Athens, Hy Lạp, hình 9.5 là tượng lực sĩ ném địa ở Hy Lạp, hình 9.6 là nhà toán học Pythagoras, Hy Lạp. Rồi tiếp theo câu 6. Trong các thành tựu văn hóa của Hy Lạp và La Mã cổ đại, em ấn tượng với thành tựu nào nhất vì sao? Thì ở đây trong các thành tựu văn hóa em thích nhất là ấn tượng đấu trường La Mã. Bởi lẽ nơi đây đã từng diễn ra vô số cuộc chiến cam go khốc liệt của những người nô lệ để giành lại mạng sống của mình. Đấu trường La Mã là nơi giải trí của các tướng sĩ sau chuỗi ngày chinh chiến vất vả.
Họ sẽ đến đây để xem các trận đấu của những người nô lệ để cho tinh thần được thư giãn. Rồi tiếp theo câu 7, hãy kể tên những cái thành tựu văn hóa của Hy Lạp và La Mã cổ đại còn tồn tại đến ngày nay. Thì có rất là nhiều thành tựu văn hóa còn tồn tại đến ngày nay: đấu trường Colisée, tượng lực sĩ ném đĩa, số La Mã, chữ cái, chữ Latin và cả các định luật của Pythagore mà chúng ta vẫn được dùng, vẫn dùng trong các phép toán học hình học. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.